越南，大概是在几年前疫情之前嘛。Ông chủ Trung Quốc khẳng định Việt Nam là đất nước yêu thích của ông ấy vì 5 lý do và phản ứng kỳ lạ của cộng đồng mạng. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, có một sự thật đáng kinh ngạc mà ít ai biết đến. Hiện nay có rất nhiều người bỏ qua những đất nước hiện đại ở trời Tây và chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong hành trình du lịch của mình. Bất ngờ hơn, còn có những người đã từ bỏ cuộc sống quen thuộc bấy lâu nay ở đất nước mình để đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Bởi Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố lý tưởng đối với người nước ngoài. Đáng nói hơn là mới đây, có một ông chú người Trung Quốc lần đầu sang Việt Nam và trải nghiệm cuộc sống ở đây. Ông ấy mới nhận ra rằng, ồ, thì ra Việt Nam tuyệt vời như vậy, rất đáng sống. Ông ấy đã đăng tải một video lên mạng xã hội và khiến netizen Trung Quốc băn khoăn tò mò. Vậy ông ấy đã nói gì? Tại sao Việt Nam lại lọt vào tầm ngắm của các ông bạn người Trung Quốc này? Và netizen Trung Quốc đã phản ứng ra sao? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi trong video này nhé! Cụ thể là mới đây, trong một đoạn video ngắn trên icgo.com, có một ông chú người Trung Quốc đã chia sẻ phản ứng của mình khi lần đầu đến Việt Nam và khẳng định Việt Nam là đất nước yêu thích của mình. Ông ấy đã liệt kê ra 5 lý do mà mình cho là độc lạ và chỉ có ở đất nước Việt Nam. Trong video này, ông ấy đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe xem ông chú này đã nói những gì nhé! Đầu tiên, nhiều người có thể nói được tiếng Trung, tiếng này phổ thông hơn những gì người dân ở miền Nam Trung Quốc nói. Và người Việt thì sao? Tôi cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa nho giáo ở đây. Trên thực tế, người dân Việt Nam rất thân thiện với người Trung Quốc. Thứ hai, an ninh công cộng ở đây thật tốt. So với Thái Lan, Philippines, Myanmar thì ở Việt Nam an toàn hơn rất nhiều. Việt Nam là một nơi an toàn để sống theo kinh nghiệm của tôi. Tỷ lệ tội phạm rất thấp, đặc biệt là tội phạm bạo lực gần như không tồn tại ở Việt Nam. Bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì cả, bởi nơi đây rất an toàn về vấn đề an sinh xã hội. Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề nào mất an toàn cả, không lo trộm cắp, cướp giật hay khủng bố. Thứ ba, chuyện ăn ở khi đến Việt Nam cũng rất thuận tiện, giá cả tương đối rẻ. Nó thấp hơn rất nhiều so với một số thứ ở Trung Quốc chúng tôi. Ở Việt Nam có tổ chức lễ hội vào mùa xuân, đó là đêm giao thừa. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu trải qua mùa đông ở đây. Việt Nam cũng đón Tết rất hoành tráng. Bất cứ nơi đâu từ trong nhà ra đường phố đều ốc hoa. Không khí lễ hội ở đây thực sự mạnh mẽ hơn Trung Quốc. Ở Việt Nam còn có múa sư tử, múa lân, đó là điều tôi chưa thấy ở đất nước mình. Tôi nghĩ nhìn chung mức chi phí chi tiêu hay du lịch ở đây không cao. Thứ tư, thành phố Hồ Chí Minh giống như thành phố hạng nhất ở Trung Quốc. Nơi đây khá thịnh vượng và phát triển, lại còn quy tụ rất nhiều thành phần dân cư. Ở đây có rất nhiều công trình kiến trúc tương tự như kiểu Pháp. Tôi nghĩ, có lẽ vài năm sau nữa Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hiện đại. Cà phê ở Việt Nam rất ngon, hương vị đậm đà khiến tôi không thể nào quên được. Đất nước Việt Nam trong vài thập kỷ tới có rất nhiều triển vọng để phát triển. Có rất nhiều công ty, nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài được xây dựng tại Việt Nam. Thứ năm, đến Việt Nam rất thuận tiện, có rất nhiều phương tiện di chuyển khác nhau. Để đi từ Trung Quốc đến Việt Nam, chúng ta có thể đi tàu cao tốc. Bởi vì Việt Nam đã có đường cao tốc nên di chuyển đến thủ đô của Việt Nam rất thuận tiện. Sau 2 giờ đã có mặt tại Việt Nam. Hiện nay ở nhiều người trẻ, có rất nhiều cuộc hôn nhân giữa nam nữ hai nước. Có rất nhiều chàng trai trẻ Trung Quốc sang Việt Nam tìm vợ. Video này được mình tìm thấy trên kênh Giới Bắc Kinh nói về mọi thứ. Ngay sau khi đăng tải, video này đã cho thấy mức độ phủ sóng dư luận của mình khi nhận về hơn 15.000 lượt xem và hàng trăm comment của netizen xứ Trung. Tuy nhiên, sau khi nghe những chia sẻ của ông chú người Trung Quốc, netizen nước này vẫn không ngỡ ngàng, không dám tin. Vậy họ đã nói gì? Xin mời các bạn cùng xem qua những bình luận của họ nhé! Xin chào thầy! Thật là một ý tưởng tuyệt vời khi trải qua mùa đông ở Việt Nam. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ, ăn ngon và uống đồ cay. Chồng tôi đã đến Việt Nam công tác vào tháng trước. Tôi cũng rất vui khi nghe được chồng tâm sự về mọi thứ tuyệt vời mà anh ấy đã trải nghiệm ở đây. Gia đình tôi sẽ quay trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tôi cảm thấy Việt Nam giống đất nước mình 20 năm trước, tôi chưa từng đến đó. Cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn nghèo nàn và đồ ăn thì nhạt nhẽo. Khi sang Việt Nam bạn phải chú ý an toàn, tôi đã đến đó nhiều năm trước và một cô gái đi cùng tôi đã bị cướp túi sách. Tôi thực sự ghen tị với đất nước các bạn. Việt Nam có khí hậu dễ chịu vào mùa đông. Cảm ơn thầy, nhất định em sẽ đến đó một lần. Tôi cũng đã đến thăm Việt Nam cách đây 13 năm, một số ô tô được nhập khẩu. Mũ bảo hiểm khi đi xe máy đều có màu xanh lá cây. Thời tiết dạo này lạnh quá, các thầy cô cẩn thận nhé!
Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của cải cách và chuyển đổi, nhiều chính sách mới có tác dụng mạnh mẽ. Mùa đông ở Việt Nam cũng lạnh như vậy. Theo dõi video này tôi đã hiểu rõ hơn về Việt Nam rất nhiều. Đà Nẵng, Việt Nam là một nơi đáng sống. Tôi đã đến đó vào năm 2019 và tôi rất thích nó. Nếu chú tôi có tiền để bắt đầu phát triển bất động sản thì chắc chắn chú sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nghe một người bạn nói rằng bạn có thể tự mình lái xe Trung Quốc về Việt Nam và bạn cũng có thể vận chuyển hàng hóa ở đó mà không phải đóng thuế và có thể vận chuyển thẳng đến khắp nơi trên thế giới. Thầy ơi, đất nước an toàn nhất thế giới là Trung Quốc, tốt nhất đừng ra nước ngoài. Thưa ông, Việt Nam không mấy thân thiện với người Trung Quốc, ở lại một thời gian ngắn cũng được. Hầu hết giày da tôi mua trên Amazon đều được sản xuất tại Việt Nam. Nếu nền văn hóa gần gũi với đất nước chúng tôi muốn đến thăm nó. Việt Nam là một đất nước nhỏ, nằm ven biển và đang phát triển nhanh chóng. Nó thuộc về miền Nam Việt Nam thời xưa. Tôi đến Việt Nam vào mùa đông 2012, nhiệt độ phù hợp. Vào dịp Tết, phiên chợ buổi sáng có rất nhiều hoa và rau tươi, giá cả không cao nên là nơi thích hợp để sinh sống. Đến Việt Nam thật tốt, ở đây tương đối yên tĩnh, đồ ăn và chỗ ở cũng không đắt. Việt Nam đang quốc tế hóa nhanh hơn Trung Quốc và được bao quanh bởi các công ty nước ngoài, thật là một nơi tuyệt vời. Lần duy nhất trong đời tôi ra nước ngoài là đến Việt Nam, tôi rất ấn tượng với phong cảnh lúc đó. Phong cảnh không tệ, nhưng đồ ăn tôi không quen. Việt Nam mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, một số bạn cùng lớp của tôi được công ty cử sang Việt Nam làm việc. Logistics cho thấy nền kinh tế địa phương đang trên đà phát triển. Nếu bạn vẫn có cơ hội đến Việt Nam thì bạn nên tới miền Nam Việt Nam. Vừa rồi mình đã điểm qua một vài những bình luận bên dưới video của ông chú Trung Quốc về những lý do ông ấy yêu thích đất nước Việt Nam. Có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, có người thì xem thường hay thậm chí còn chê bai, lại có người thì có suy nghĩ rất tôn trọng và nghiêm túc về Việt Nam chúng ta. Không biết các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem được video đó và đọc comment của người dân Trung Quốc nhỉ? Còn mình thì cảm thấy khá vui nhưng cũng có một chút chạnh lòng vì cảm nhận được rằng những định kiến trong tâm thức của một số người dân Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Đa số những người chưa đến Việt Nam thì đưa ra những luận điểm không mấy thuyết phục. Dù các pháp sư Trung Hoa có nói gì đi chăng nữa thì cũng phải công nhận rằng Việt Nam chúng ta có rất nhiều những điều làm nên bản sắc riêng có của Việt Nam. Hẳn là khi con người ta yêu thích một thứ gì đó thường có nguyên do. Với những lý do mà ông chú này đã nêu ở trên, mình tin chắc rằng những định kiến của người dân Trung Quốc về Việt Nam ít nhiều đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Chỉ mới ra khỏi đất nước của mình, mới biết xung quanh ta là những điều tốt đẹp và tuyệt vời. Và ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều người từ bỏ cuộc sống mơ ước của mình để đến Việt Nam định cư. Có một số người tới tuổi nghỉ hưu họ cũng chọn Việt Nam là nơi để an hưởng tuổi già. Bởi lẽ đất nước chúng ta được rất nhiều bạn bè quốc tế đánh giá là điểm đến an toàn và an lành. Có thể cảm nhận được tình yêu mà rất nhiều người dành cho Việt Nam to lớn và đặc biệt như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà theo khảo sát của mạng lưới người sống ở nước ngoài lớn nhất thế giới, International Việt Nam đứng thứ top 15 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia châu Á được người nước ngoài đánh giá cao nhất ở chỉ số an toàn và an ninh. Theo bảng xếp hạng, Việt Nam được nhiều người nước ngoài đánh giá dễ dàng định cư với các chỉ số tích cực ở mục văn hóa và sự chào đón, dễ dàng kết bạn và sự thân thiện của người dân địa phương. Bạn có thấy tự hào về đất nước của mình không? Từ lâu du lịch Việt Nam đã trở thành một điểm nóng của thế giới, ngày càng nhiều người muốn đến Việt Nam bởi những điều tuyệt vời ở đây. Còn bạn thì sao? Bạn đã đi hết đất nước Việt Nam chưa? Nếu chưa đi hết thì hãy xách ba lô lên đến với đất nước mình để có một kỳ nghỉ tuyệt vời nhé! Hứa hẹn sẽ vượt ngoài mong đợi của bạn nữa đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.